Chú chó trung thành. Vân ơi, mày đâu rồi? Quái lạ, sao mình gọi nó nãy giờ mà không thấy? Thường nó hay chạy tới chạy lui xung quanh mình mà. Mỗi lần kêu là nó xuất hiện ngay. Vân ơi, mày đâu rồi? Tới giờ ăn cơm rồi, vào nhà tao lấy cơm cho mày ăn nè. Lạ thật. Hình như từ hôm qua tới giờ không thấy nó đâu cả. Không biết nó chạy đi đâu hay bị người ta bắt rồi. Để mình ra sân sau tìm thử xem. Có khi nào nó bị người ta bắt nó đi thật rồi không? Đúng là từ hôm qua mình đã không thấy nó, vậy mà lại không đi tìm. Giờ này nếu nó bị bắt thì chắc không bao giờ tìm lại được rồi. Vân ơi, Vân! Hóa ra là mày nằm trong này. Thế mà tao gọi mãi không nghe là sao? Giờ này mày đâu có nằm ở đây. Bình thường mày chạy lung tung khắp nhà mà. Có nằm thì mày cũng nằm ngoài cửa để trông nom nhà mà. Sao hôm nay lại nằm ở đây? Mày không đói à? Qua nay mày đã ăn cái gì đâu? Mày làm sao thế? Nhìn mày có vẻ rất mệt mỏi, cơ thể không cử động. Ủa, sao da mày lại có nhiều vết lở thế này? Lông thì rụng hết rồi. Vân à, sao mày ra nông nỗi này? Thôi chết, hình như nó bị bệnh. Toàn thân lở loét thế kia, chắc là bị ghẻ rồi. Mấy ngày trước tao thấy mày rụng nhiều lông, tưởng là chỉ tới giai đoạn thay lông thôi. Nhưng bây giờ mày bị lở loét nhiều thế này, chắc là bệnh của mày nặng lắm rồi. Thôi, để tao chạy đi mua thuốc, mày ra còn trị khỏi. Tội nghiệp mày quá, ráng nằm đây chờ tao chút nha. Tao chạy đi mua thuốc rồi về liền. Mày nghỉ ngơi chút đi. Sao mua thuốc mấy ngày rồi mà nó vẫn không đỡ nhỉ? Bên này coi bộ khó trị quá. Vân ơi, hôm nay trông mày còn tệ hơn nữa. Bây giờ tao biết phải làm sao đây. Thuốc thì cũng mua rồi mà bôi vẫn không khá hơn. Thôi mày ráng chờ tao nữa, tao lại chạy đi chỗ khác khỏi hàng xem còn cách nào chữa nữa không. Mình bây giờ thiệt không biết phải tin sao. Ông thầy thuốc cũng đã cho thuốc mà không hết. Giờ mình phải tìm ai mà hỏi cách chữa đây. Nếu cứ để kéo dài, e là con bệnh không qua khỏi. Tội nghiệp nó quá. Nè ông ơi, ê, tôi thấy hình như bệnh tình của nó càng ngày càng nặng hơn thì phải. Chắc không qua nổi được đâu. Ông cũng đã mua thuốc về chữa cho nó rồi, chứ có phải không đâu, mà bệnh đâu có thuyên giảm gì. Ông có nhìn thấy mấy cái nốt lở loét trên người của nó không? Trông thật là gớm ghiếc và hôi hám quá. Tôi là không chịu được cái mùi hôi ấy đâu. Chưa kể nó còn rên ư ử tối ngày, tôi không có ngủ được gì cả. Chờ nó hết bệnh, chắc tôi cũng bệnh luôn theo nó quá. Tội nghiệp nó. Còn bệnh chắc cũng đang đau lắm, nên nó mới rên như vậy. Cũng tại tôi không để ý gì đến nó. Nếu mà phát hiện ra bệnh của nó sớm để chữa trị thì chắc là giờ này nó khỏi rồi. Nó với gia đình mình gắn bó nhiều năm, giờ nhìn nó đau bệnh như vậy thiệt tình tôi cũng buồn lắm. Bây giờ nó cũng đã già rồi, lại bệnh lên bệnh xuống, có còn giúp ích được cái gì nữa đâu. Với lại tôi nói ông nghe, chắc chắn bệnh của nó không qua khỏi. Ông cứ để nó như vậy, thiệt tình tôi cảm thấy khó chịu lắm. Thôi bây giờ ông cứ vứt nó đi đại đi, chứ để nó trong nhà hoài, hôi hám bẩn thỉu chịu sao nổi. Vứt nó đi là sao? Nhưng mà nó gắn bó với chúng ta bấy lâu, trước giờ nó giúp ích gia đình mình rất nhiều thứ. Nó lại là một con chó thông minh và nghe lời. Tôi luôn coi nó như một người bạn, làm sao nói vứt là vứt đi được. Lúc nó bệnh đau như thế này, mình càng phải chăm sóc nó chứ. Bây giờ mà bỏ nó thì nó chỉ có chết. Tôi không thể làm như vậy được. Thì biết là như vậy, nhưng mà nó không có khỏi. Trước sau gì cũng chết thôi à. Mà lại để thời gian kéo dài, bệnh ghẻ lở càng ngày càng nặng, mùi hôi hám càng tăng. Mà nhà mình lại có trẻ con, nếu nó mà lây bệnh cho con của mình thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ á, ông thương nó rồi con mình mà bị bệnh thì ai thương cho con mình đây? Tôi nói ông nghe, con của mình nó còn nhỏ, nó đâu có biết gì. Lỡ nó chạy lại ôm nựng con bệnh thì sao? Ông nghĩ mấy cái ghẻ lở của nó không dính vào con của mình chắc? Bệnh ghẻ này coi vậy á mà nguy hiểm lắm, để nó ở trong nhà không có được đâu. Ông không nghĩ cho tôi thì phải nghĩ cho con cái của mình chứ. Ông thấy tụi nó có đúng không?
Bây giờ chỉ có cách duy nhất là bỏ nó đi thôi ông à. Đúng là bệnh của con dệnh ngày một nặng hơn, thì mình cũng không có cách gì đi chữa. Nhưng nếu bỏ nó đi thì mình lại không nỡ. Nó và mình đã gắn bó với nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có tình cảm dành cho nhau. Nhưng vợ mình nói cũng có lý, nhà mình có trẻ con, lỡ mà con vợ nó lây bệnh cho tụi nhỏ thì phải làm thế nào đây? Trẻ con còn nhỏ rất dễ bị lây bệnh, nên... Vợ ơi, tao thật lòng xin lỗi mày, xin mày tha lỗi cho tao. Đã đi rất xa nhà rồi, nó mà tỉnh lại chắc không tìm được đường về đâu. Vợ anh ơi, bông mày hiểu cho tao, tại bệnh tình của mày nặng quá mà tao cũng đã chạy chữa hết sức rồi, nhưng không có kết quả. Mày ở lại đây cố gắng sống được ngày nào thì hay ngày đó nha. Tao có đem theo đồ ăn cho mày, khi nào mày đói thì ăn. Cũng may nhờ thuốc mê của lão lang làm tốt nên con vợ anh mới chịu nằm yên thế này, chứ nó mà tỉnh thì mình không mang nổi nó ra đây mất. Thôi chết, nó tỉnh lại rồi, mình phải đi nhanh mới được. Nó mà theo mình về nhà thì coi như công sức mình đem nó ra đây đổ sông đổ biển. Với lại bà vợ mình biết chuyện lại huyên thuyên đủ thứ, làm mình nhức cả đầu. Vợ anh ơi, tao xin lỗi mày nha. Theo tao đấy ư? Sao mày đuổi kịp tao được vậy? Tao tưởng tao đã chạy rất xa rồi. Cũng là do tao không nhìn đường nên lọt xuống cái hố này, mà giờ chân tao đau quá không thể nào leo lên được. Tao cần phải tìm cách leo lên. Mày nhìn xem xung quanh có ai không? Cần có người nhìn thấy và cứu tao, chứ tao không thể nào tự leo lên được. À đúng rồi bệnh, mày mau sủa thật to lên cho người ta nghe thấy. Chắc chắn khi mày cứ sủa mãi, người ta sẽ hiếu kỳ và đến xem. Như vậy sẽ có người thấy và cứu tao. Đây là cách tốt nhất rồi. Nhanh lên, mày mau sủa thật lớn và thật nhiều đi. Tất cả trông đợi vào mày đó. Kìa, mày chạy đi đâu thế? Vện, sao lại bỏ chạy vậy? Mày phải mau đứng đây mà sủa đi chứ. Mày không định cứu tao à? Con chó kìa, uổng công tao đã từng rất yêu thương và chăm sóc cho mày, vậy mà lúc tao gặp nạn thì mày lại bỏ tao mà đi. Con chó đáng chết kia. Chắc nó thù mình vì mình đã vứt nó đi đây mà. Tao cũng đã cố gắng chạy chữa cho mày rồi chứ. Chứ không phải tao không lo lắng gì cho mày đâu. Do mày bệnh nặng quá, trước sau gì cũng chết, mà tao lại sợ mày lây bệnh cho con trẻ trong nhà, nên tao mới bỏ mày ở chỗ này thôi. Trách là trách mày bị bệnh nặng quá, chứ có phải do tao đâu. Thôi chết, nó thật sự bỏ mình mà không thèm cứu rồi. Tao mà thoát ra khỏi đây được thì mày... Ý trời ơi! Có ai không cứu tôi với? Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với! Cứu tôi! Kêu cả ngày trời mà không có ai đến cứu mình, đêm đến thu dữ mà mò ra thì phèn này mình chết chắc rồi. Vừa đói vừa khát, không lẽ mình phải chết ở đây mà không ai biết hay sao? Không thể như vậy được, cũng tại con vẫn chết tiệt. Nếu không vì muốn bỏ nó thì mình đâu phải đi xa thế này. Rồi cũng vì sợ nó đuổi theo mà mình rớt xuống đây. Đã vậy nó tìm thấy mình mà cũng bỏ mình đi luôn. Tất cả mọi thứ là tại mày vợ anh ơi. Uổng công tao đã từng yêu thương mày, cho dù có chết tao cũng không tha cho mày đâu. Hả? Lại là mày à? Mày đến đây xem tao còn sống hay đã chết hả? Mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Lúc này là lúc tao cần mày nhất, vậy mà mày lại bỏ tao. Đồ con chó phản chủ,
mày mau cút đi chỗ khác. Nếu không tao mà lên được trên đó thì tao sẽ cho mày biết tay. Còn chó đáng ghét. Đây là... Mau bám lấy sợi dây mà leo lên. Tôi sẽ giữ phần đầu sợi dây cho. Anh phải cố gắng nắm chặt lấy. Chúng ta cùng hết sức kéo lên một lần. Chứ nếu làm 2-3 lần sẽ rất mất sức. Như vậy sẽ khó đưa anh ra khỏi cái hố này một cách nhanh chóng được. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh nắm lấy sợi dây đi. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì bây giờ tôi có thể trả công anh thế nào đây hả? Công ơn của anh dành cho tôi, thật sự tôi không biết lấy gì đền đáp. Ê, đừng có cảm ơn tôi. Chỗ này rừng núi hoang vu, không ai lui tới. Anh có kêu đến cả tuần cũng chẳng ai nghe được mà cứu anh đâu. Tôi ở rất xa chỗ này, tuốt bên kia khu rừng kìa. Tôi ít bao giờ lui tới chỗ này. Mà thật ra chỗ này dường như cũng không có người đến. Nếu ai lỡ gặp nạn ở đây thì tôi nghĩ sẽ không có ai biết được mà đến cứu đâu. Tuy hôm nay anh đúng là gặp vận xui, nhưng tôi nói thiệt, số anh vẫn còn may chán. Bây giờ anh được cứu rồi, hãy cảm ơn người đã cứu anh kìa. Còn tôi chỉ là làm thay lời kêu cứu của nó mà thôi. Ủa, vậy ai là người đã tìm anh đến cứu tôi? Tôi đã kêu khản cả cổ mà có ai nghe thấy đâu. Hay người nào đó đã nghe thấy tiếng tôi kêu cứu rồi, nhưng sức yếu không kéo tôi lên được nên mới đi tìm người khác giúp sức. Vậy người đó là ai? Anh nói cho tôi biết được không? Tôi phải cảm ơn người đó mới được. Anh mau dẫn tôi đến tìm người đó đi. Tất cả là nhờ con chó này nè. Nhà tôi ở bên kia cánh rừng rất xa nơi này. Tôi đang ở ngoài sân làm việc thì con chó này cứ chạy lại gần tôi sủa inh ỏi. Tôi không hiểu chuyện gì nên tìm cách đuổi nó đi. Vậy mà nó vẫn cứ quanh quẩn dưới chân tôi rồi rên ư ử. Tôi định lấy gậy đánh nó vì nó cứ sủa làm phiền cả hàng xóm. Nhưng khi tôi định vung gậy lên thì nó chạy. Nó bò rạp dưới chân tôi như van xin điều gì đó. Tôi nhìn thấy ánh mắt nó rất đáng thương nên không xua đuổi nó nữa. Nó tìm sợi dây và dẫn tôi đến chỗ này. Đến nơi tôi nghe tiếng anh kêu cứu nên mới biết có người bị nạn dưới cái hố này ấy chứ. Nếu không có con chó này dẫn tôi đến đây cứu anh thì có phải anh đã gặp nguy hiểm rồi không? Vậy người mà anh nên cảm ơn á chính là con chó này nè mới phải. Nhờ nó ư? Chính nó đã tìm anh đến cứu tôi sao? Vậy mà tôi đã trách nó là đồ phản bội, là phong ơn bội nghĩa. Nhưng thật sự người phong ơn bội nghĩa ở đây lại chính là tôi. Tôi đã quên đi tất cả sự gắn bó nhiều năm và tình cảm cũng như sự trung thành của nó dành cho tôi. Tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ nó. Vậy mà nó không hề oán giận tôi, mà chính nó lại cứu tôi thoát khỏi cái chết. Tôi đúng là một tên chủ xấu xa mà. Bến, mày đã cứu tao, thế mà tao đã nhẫn tâm vứt bỏ mày đi như thế. Trong lúc mày bệnh nặng, tao đã bỏ rơi mày. Nhưng lúc tao gặp nạn, mày lại không bỏ rơi tao. Tao đúng là kẻ ích kỷ. Lúc mày bỏ đi, tao đã tưởng mày đang trả thù tao, vì tao đã bỏ rơi mày. Nhưng không ngờ mày lại tìm người đến cứu tao. Vợn ơi, mày tha lỗi cho tao nha. Tao thật sự xin lỗi mày. Vợn, mày làm sao thế? Nó chết rồi. Hình như nó đang bệnh, còn cố sức chạy mấy chục cây số để tìm người nữa, nên con chó thật trung thành. Vợn ơi, tao xin lỗi, chúng ta sẽ cùng về nhà nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.